À, xin được quay lại các bạn một đoạn của cái tầm gửi cây chanh nhé. Đấy. Bác nhìn rõ không? Tôi quay toàn cảnh. Đây là cành chanh này các bạn này. Đấy, có quả đây nhá. Đấy, còn đây là cái cành tầm gửi nó đây này. Cái ụ tầm gửi ra này nhá. Đấy, các bạn nhìn được. Đấy. Rồi, còn đây là rất nhiều tầm gửi chanh khác này các bạn nhé. Xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác một loại thảo dược. Thực ra là không mới nhưng mà sẽ quay nó rõ ràng hơn về cái tầm gửi cây chanh. Thì trong một video trước tôi đã nói về cái tác dụng của cái tầm gửi cây chanh cũng như giới thiệu sơ qua về cái tầm gửi cây chanh. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái video trực tiếp. Đây là cái số điện thoại của tôi này, 0932 340 345 nhé. Số điện thoại này thì các bác có thể liên hệ để đặt hàng mua tầm gửi chanh với chúng tôi. Ngoài ra thì các bác có cây tầm gửi chanh thì cũng có thể giới thiệu với chúng tôi để chúng tôi sẽ cung cấp cho những người cần. Hai nữa là về cái số điện thoại này cũng nói thêm với các bác là để các bác biết được cái số điện thoại của tôi thì các bác biết cái tác dụng của cái tầm gửi cây chanh và cái cách sử dụng như nào thì các bác nào biết thì hãy mách cho chúng tôi. Vì hiện tại thì chúng tôi cũng không thể biết hết được cái tác dụng của cái tầm gửi cây chanh cũng như một số cái bài thuốc quý hiếm khác. Các bác mà có nhu cầu chia sẻ những cái bài thuốc quý cho mọi người thì các bác liên hệ với số điện thoại này của chúng tôi 0932 340 345. Mỗi bài thuốc của các bác cũng là một cái cách để giúp ích cho cuộc sống và chúng tôi sẽ công bố những cái bài thuốc mà các bác chia sẻ cho chúng tôi, đặc biệt những bài thuốc mà các bác đã sử dụng và thấy hiệu quả. Thì hiện nay thì cái việc chữa ho là một cái việc cũng rất là khó khăn, rất là nhiều người bị ho và chữa thì cũng rất là tốn kém. Hôm nay tôi đăng cái tầm gửi cây chanh này lên cũng nhằm mục đích để nói về cái việc chữa ho cho các bác. Đây là một cái tầm gửi cây chanh các bác nhé. Người tôi thì sẽ quay chi tiết cái cành này cho các bác xem này. Đấy, đây các bác có thể nhìn rõ từng quả chanh một. Nếu quay lá thì chưa chắc các bác đã nhìn rõ nhưng mà quay cả quả thì các bác nhìn thấy đúng không? Và cũng xin nói với các bác ở đây, đây chính là cái cành chanh, ở dưới đây là cái cành tầm gửi các bác này. Đấy, cành tầm gửi chanh rất là to, các bác có thể nhìn đấy. Đây, đấy. Trong cái khuôn khổ của máy quay này thì nó sẽ không rõ, nhưng mà đây là hoàn toàn là đồ thật 100%, tôi ngắt từ rừng về. Đây là tầm gửi cây chanh nha bác nhé. Đấy. Trong cái video trước thì tôi đã có quay cái cành tầm gửi cây chanh và cái cây chanh thì các bác có xem. Thì hôm nay tôi đã ngắt cái cành này về. Thì đây chính là cái video của cái cành tầm gửi chanh. Các bác hãy nhìn chi tiết nhé. Đây là cái quả chanh các bác nhìn này. Và đây là cái tầm gửi cây chanh. Các bác nhìn phía dưới này. Đây. Đây là chính là cành chanh này. Đấy. Còn đây phía dưới này là cành tầm gửi chanh. Đấy. Tôi sẽ lấy thêm một cành nữa để các bác nhìn. Đây như thế này các bác này. Đấy. 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 Đây phía trên này là cành cành chanh nhé. Phía dưới nó là cái cành tầm gửi chanh như này. Đấy. Đây này. Đấy. Đây là cành chanh có cả quả này các bác này. Đấy. Đấy cành chanh này. Nhá, cành chanh có cả quả đây nhá. Rồi, thế rồi đến đây là cành tầm gửi này phía dưới này các bác này. Đấy, dính rồi đây này. Đấy. Đấy, đây chính là cái lá tầm gửi đây các bác nhé. Đây là lá tầm gửi chanh này. Đấy. Cái tầm gửi chanh thì hiện giờ chúng tôi đang có nhìn sơ bộ là có hai loại lá nhé. Đây nha các bác này. Đây một loại lá như này. Đây và đây một loại lá nữa. Nó hơi khác một tí đấy các bác. Đây, đây một loại lá nữa này. Đấy. Cái cành này thì được tách ra từ cái cành tầm gửi chanh nhưng tôi không có gốc tầm gửi chanh vì tôi giữ lại cái gốc tầm gửi chanh thì có thể nó sẽ nảy lên sau này sẽ có ích cho các bác. Còn về cái vị của cái tầm gửi gửi thì khi mà vò cái lá này ra các bác này, vò cái lá này ra và nếm thì nó có vị hơi đắng đắng. Và đây là cái cốc nước tầm gửi chanh này các bác này. Đấy, mới sắc có cả lá mà nó có cái váng nổi lên một chút này. Cái màu nó rất là đẹp. Uống thì nói thật thì các bác nó có vị hơi đắng đắng.
Mùi thì nói chung cũng không có mùi gì lắm, nhưng mà nếu mà so với độ ngon thì không ngon, thì bằng được cái tầm của cái gạo. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ là một cái vị thuốc rất là quý cho cái việc chữa ho. Thì hiện nay tôi cũng chỉ biết là về cái tác dụng của cái tầm mùi cây chanh là có tác dụng chữa, có tác dụng chữa ho nha, chữa ho, và có cái tác dụng chữa về bệnh phổi. Hai nữa là những cái bệnh về hen suyễn, một số người thì nói rằng có thể chữa được cái bệnh ung thư. Cái này thì về bệnh ung thư chữa được hay không thì chúng tôi không dám khẳng định, nhưng mà nếu mà các bác nào có bị về ung thư phổi thì các bác cũng nên sử dụng, bởi vì đấy là cũng là một số những cái lời mà người ta nói là cái tầm gửi chanh có tác dụng chữa về bệnh phổi. Thì hy vọng cái tầm gửi chanh nó cũng có thể giúp các bác phần nào hạn chế được cái bệnh ung thư phổi chẳng hạn. Thì qua cái video này thì cũng mong rằng các bác có cái cây tầm gửi chanh thì cũng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi được biết, và các bác nào muốn mua tầm gửi chanh thì cũng liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại của chúng tôi. Ngoài ra thì cũng mong, ngoài ra cũng rất là mong là được các bác, ngoài ra cũng mong là được các bác có cái bài thuốc về cái tầm gửi chanh này thì các bác cũng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể cung cấp cho bà con, cho mọi người. Đây là cái số điện thoại tôi đã nói ngay từ đầu các bác nhé, 0932340345 là cái số điện thoại, thì các bác có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ để cái số điện thoại đây. Đó, các bác nhé. Rồi. Thế còn đây là cái tầm gửi cây chanh, tôi xin đưa lại một lần nữa cho các bác xem. Rõ ràng là tầm gửi chanh nhé. Đấy. Đây là cây chanh này, đây, cái này là tầm gửi này các bác này, nó dính rồi này. Này. Dính rồi này. Nha. Này. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin nói lại với các bác là các bác có nhu cầu mua cái tầm gửi chanh thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932340345. Hai nữa là các bác nào mà có những bài thuốc về sử dụng tầm gửi chanh thì xin liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi cũng xin các bài thuốc đấy để công bố cho các bác, cho mọi người biết và sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.